After 14 years of governing the nation and ensuring its peace, with the people contented and prosperous, King Chen Yantong passed the crown to his son and traveled to Yandu Mountain, Guangning, on a spiritual retreat. Watch on to find out more. Today's program will be presented in Olaxis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Olaxis, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai. Xin chào quý khán giả yêu kính Thượng Đế. Tôi là Thanh Cao, từ Âu Lạc giàu cảm hứng, còn được biết là Việt Nam. Người dân Âu Lạc thanh lịch tri ân những con người nồng hậu như quý vị. Tiết mục hôm nay là phần 2 của chương trình gồm 2 phần giới thiệu về vị vua lừng danh Trần Nhân Tông, một vị vua khai ngộ của Âu Lạc. Vị vua khiêm nhường này đã mang lại cho thần dân Âu Lạc cuộc sống an bình, hạnh phúc. Về sau, ngài đã trở thành một vị thầy tâm linh đáng kính của thiền phái Trúc Lâm và tận tụy quảng bá việc tu hành. Âu Lạc là một quốc gia ở Đông Nam châu Á với hơn 4.000 năm văn hiến. Truyền thuyết kể rằng thời xa xưa, Âu Cơ, nàng tiên nữ vùng Sơn Cước, xe duyên cùng một long thần tên Lạc Long Quân. Từ đó, trên giải đất linh thiêng gấm vóc của Âu Lạc, hậu duệ của dòng dõi Tiên Rồng đã được sinh ra. Trong số họ có nhiều bậc tu hành khai ngộ như Trúc Lâm Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Ngoài ra còn có Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Thiền Sư Vạn Hạnh, Thiền Sư Mãn Giác, Đức Huỳnh Phú Sổ, Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, Ngài Ngô Minh Chiêu, Giáo Chủ Đạo Cao Đài, Ngài Nguyễn Thành Nam, Giáo Chủ Đạo Dừa. Và trong thời hiện tại, chúng ta được gia trì bởi Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, một vị minh sư cũng xuất thân từ thánh địa Âu Lạc này. Trong phần 1 của chương trình Vị Thánh Vương của Âu Lạc, chúng ta đã tìm hiểu về vua Trần Nhân Tông, một nhà lãnh đạo tài ba và nhân từ. Dưới sự trị vì anh minh và vô vị kỷ của ngài, đất nước Âu Lạc đã vui hưởng một thời kỳ hùng cường, thịnh trị. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cuộc đời đáng kính của vua Trần Nhân Tông khi ngài không còn là bậc đế vương. Năm 1293, sau 14 năm trị quốc, thế nước đã yên bình, muôn dân an cư, lạc nghiệp. Vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con và du hành đến núi Yên Tử, Quảng Ninh để bế quan tu hành. 5 năm sau, Ngài Trần Nhân Tông đắc đạo, ngài lấy đạo hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà và sáng lập nên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Với chủ trương cư trần lạc đạo, ngài Trúc Lâm Đầu Đà tiếp tục đóng góp cho dân, cho nước. Ngài vẫn tiếp tục trợ giúp vị thái tử còn non trẻ trong những việc quốc gia đại sự. Vào năm 1293, ngài hồi cung kinh lý tình hình triều chính. Năm 1304, mùa màng thất thu, dân gặp nạn đói to, ngài đã thân chinh đi tới nhiều xóm làng để phát trần cho dân. Ngài Trúc Lâm Đầu Đà cũng thường hạ sơn đi khắp các làng để giáo hóa. Ngài dạy mọi người thực hành thập thiện,
để tăng công đức tâm linh, thập thiện theo đạo Phật là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không nói hai lời, không nói xấu, không thêu dệt, không tham dục, không sân hận, không tà kiến. Ngài Trúc Lâm Đầu Đà đã ăn chay từ lúc còn trị vi. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, để quả bồ đề sớm tự thành, bên cạnh việc ăn chay trường, một người phải tu học với một vị minh sư tại thế khai ngộ. Ngài khuyến khích những người tu hành chỉ kề cận bậc hiện tri thức để Phật tánh ngày càng tỏa sáng. Nguyện mong thân cận minh sư, quả bồ đề một đêm mà chín, phúc gặp tình cờ tri thức, hoa ưu đàm mấy kiếp đơm bông. Trong khi Ngài Trúc Lâm Đầu Đà thu hút rất nhiều đệ tử, cuộc sống hàng ngày của Ngài vẫn đượm nét thanh tao, bình dị của một bậc chân tu, như ta thấy qua bài kệ sau của Ngài. Đời cứ tùy duyên vui sống đạo, mệt thì nằm ngủ, đói thì ăn, của quý trong nhà tìm đâu nữa, trước cảnh tâm an chớ hỏi thiền. Sự hành trì của sư tổ Trúc Lâm mang một nét đặc sắc riêng như trong lời thơ sau: trần tục mà nên phúc ấy càng yêu hết sức, sơn lâm chẳng cốc họa kia thật khá đồ công. Tôi xin ra ngoài thưởng ngoạn vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên để lấy cảm hứng cho các tác phẩm nghệ thuật. Chương trình sẽ tiếp tục khi chúng tôi trở lại tại đây trên truyền hình Vô Thượng Sư. Xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình hôm nay về vua Trần Nhân Tông, một vị vua khai ngộ của quốc gia Âu Lạc, Việt Nam. Quan niệm cư trần lạc đạo là nền tảng của phái Thiền Trúc Lâm. Toàn bộ triết lý của Ngài Sư Tổ Trúc Lâm được giảng dạy trong quyển Cư Trần Lạc Đạo Phú, một trong hai tác phẩm nổi tiếng được viết bằng chữ Nôm của vua Trần Nhân Tông. Tác phẩm thứ nhì là Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca. Hai tác phẩm vĩ đại của Ngài đã ảnh hưởng và dẫn lối cuộc sống của hàng triệu người dân Âu Lạc qua nhiều thế kỷ. Vua Trần Nhân Tông dùng chữ Nôm trong việc viết sách để trình bày những đề tài trừu tượng một cách khéo léo và dễ hiểu. Từ đó, chữ Nôm đã trở thành một ngôn ngữ truyền đạt tư tưởng và hàm chứa một vẻ đẹp riêng. Vua Trần Nhân Tông cũng đã mở đầu một giai đoạn mới của lịch sử văn học Âu Lạc với tiếng Nôm là ngôn ngữ chính. Từ triều đại vua Trần Nhân Tông, chiếu chỉ triều đình gồm cả chữ Nôm, ngôn ngữ hàng ngày của người Âu Lạc thời bấy giờ, để mọi người có thể hiểu được nội dung những chính sách quan trọng. Ngoài những tác phẩm bằng tiếng Nôm bản xứ, Ngài đã để lại nhiều tuyệt tác văn chương bằng chữ Hán, được các học giả ca ngợi. Thật vậy, vua Trần Nhân Tông, tức Ngài Trúc Lâm Đầu Đà, còn là một thi sĩ tài hoa. Các bài thơ của nhà vua hiển lộ nét đẹp của một đất nước thanh bình. Tại Phủ Thiên Trường, quê hương của hoàng gia triều đại nhà Trần, Ngài ghi lại cảm nhận trong bài
Thiên Trường Vãn Vọng, ngắm cảnh chiều ở Thiên Trường. Xóm trước, thôn sau, tợ khói nhòa, nửa không, nửa có, mé chiều xa. Mục đồng sáo vằng, trâu về hết, cò trắng từng đôi, liệng xuống đồng. Trong một buổi chiều thu tại Lạng Châu, thuộc miền Bắc Âu Lạc, giữa sông núi Cô Tịch, ngài sáng tác bài Lạng Châu Vãn Cảnh. Mây thu lạnh lẽo chùa xưa, thuyền ngư sao xác thoảng đưa chuông chiều, cỏ bay non nước quạnh hiu, gió yên mây nhẹ liêu xiêu lá hồng. Vào năm 1308, trước khi rời bỏ thế gian, vua Trần Nhân Tông gọi đệ tử dặn dò lần cuối và đọc bài kệ thị tịch sau đây. Hết thảy pháp không sinh, hết thảy pháp không diệt, nếu hay hiểu như vậy, chư Phật thường hiện tiền, đến đi nào có vậy. Tương truyền rằng, khi đó có hương thơm tỏa ra và tiếng nhạc ở trên trời, mây ngũ sắc tụ lại thành hình cái tàn để che nơi hỏa táng Thượng Hoàng Trần Nhân Tông. Một phần xá lợi của vị vua khai ngộ được đưa vào bảo tháp đặt ở Đức Lăng và một phần được đưa vào tháp vàng ở chùa Vân Yên trên núi Yên Tử. Triều đình và dân chúng đều hết lòng thương tiếc sự ra đi của ngài. Bên cạnh tài lãnh đạo sáng suốt, vua Trần Nhân Tông còn lưu lại cho đất nước Âu Lạc một di sản vô giá. Đó là một triết lý sống ở đời và an vui trong đạo. Ngài cũng để lại nhiều tác phẩm văn học quý báu. Cuộc đời của ngài đã cho ta thấy giá trị của sự khai ngộ trong việc an dân, trị quốc. Trong một buổi họp mặt quốc tế tại Pháp năm 2013, ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tiết lộ về mối tương quan giữa ngài và vua Trần Nhân Tông. Master, why did you choose to be born in Olac in this lifetime, which is the first time you've been Olacsees? No, no. In second time. Oh. I was a king of Olac before. Wow. Long time ago, long time ago. The one who went to the temple become a monk. Cuộc đời cống hiến vô vị kỳ và niềm tin vững chắc của ngài Trần Nhân Tông vào thiên tánh trong mọi chúng sinh vẫn tiếp tục làm rung động trái tim của những người đi tìm chân lý. Tấm gương cao quý và những thành tựu xuất sắc của vua Trần Nhân Tông đã chứng minh rằng sự khai ngộ mang đến cho chúng ta trí huệ và lòng từ bi bao la, vì vậy có năng lực mang lại cho muôn người cuộc sống an bình và hạnh phúc. Quý khán giả duyên dáng, cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong chương trình hôm nay. Xin giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo là các món ăn truyền thống từ bột nhào của Bắc Kinh, phần 1 trong 2 phần bánh rán Huê Viên thuần chay. Cầu chúc mỗi ngày của quý vị ngập tràn ánh nắng và tâm quý vị tràn đầy tình thương. Xin kính chào tạm biệt. To our grateful viewers, thank you for your presence on today's program. Please stay tuned to Supreme Master Television for traditional Beijing Doufus Part 1 of 2, Colorful Vegan Garden Pie coming up next. May your days be touched with sunshine and your heart overflow with love. Farewell for now.
For more details, please visit suprememastertv.com/ls.